cho các bạn biết kênh C bóng cách 24 giờ. Bản độ trăm triệu trên chiếc Accenter 135 của Baker Trà Vinh. Có lẽ không cần phải nói nhiều về dòng xe Contax Accenter 135, một dòng xe đình đám của nhà Yamaha trong suốt nhiều năm qua, với vô số bản độ khác nhau. Chiếc Accenter 135 dưới đây không phải ngoại lệ, quát lên mình hàng loạt đồ chơi cực chất nhưng vẫn giữ được kiểu dáng như zin. Như theo chia sẻ, đây là phiên bản tâm huyết nhất của chủ xe được thực hiện tại Thiên Nhiên Stop. Dàn chân trước siêu cứng cáp với sự góp mặt của mâm Daytona, vỏ Milwaukee Bullet, heo Rebo logo lớn, đĩa gây phượng, phát nhôm CNC tinh xảo cùng hàng loạt ốc đầu ti Titan là điểm nhấn. Mỏ cài bóng lón với carbon fiber, cổ bô Titan màu cực ảo diệu, bộ lốc nồi zin được thay bằng combo lốc nồi trong suốt, full dàn ốc đầu ti xanh, bên cạnh đó là nắp nhớt đầu ti cùng với nắp chen góc nhớt Racing Boy, bình dầu AM Titan. Phanh sau cũng phát Rexona 3 khúc, Bolivian Racing Full System chăm thanh thêm phần quy lực. Không kém phần với dàn chân trước, phanh sau cũng được độ bô heo Rebo, đĩa gây phơ, vỏ Micheli. Đuôi đèn stop phiên bản LED siêu lạ mắt. Từ bản độ cho đến dàn áo đều full roti, với logo nhôm nhỏ được tặng kèm là chuyện không phải thêm bàn nữa. Nhỏ gọn và thanh thoát có lẽ lý do mà khá nhiều anh em yêu thích dòng xe con tay này đã ngừng sản xuất từ lâu. Phần tay lái bên phải với cụm tăng tốc Dimono, trợ lực tay lái Hollin giúp xe vận hành ổn định hơn ở tốc độ cao. Cụm phon CRR Carbon, bao tay Dimono êm ái, gù chung Rexona, bình dầu AM Titan Mini. Dàn tem xanh phối màu ấn tượng giúp chiếc xế thêm phần nổi bật với cảnh đồ chơi cực khủng. Chiếc xế thật đẹp hài hòa đến từng chi tiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại ở clip tiếp. Nhớ like hoặc share nhé. Subscribe.